Hello, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách xác minh danh tính cũng như nhận mã pin nhanh nhất có thể các bạn. Mình cũng vừa xác nhận danh tính thành công và trong vòng 2 ngày mình đã nhận được mã pin các bạn. Sẵn đây mình chia sẻ cho các bạn tham khảo để xác minh thành công. Mời các bạn đi theo mình nha. Sau khi mình nhận được cái email bạn cần xác minh danh tính của mình thì mình đọc sơ ngang đi các bạn. Rồi mình kéo xuống. Mình đừng có bấm vô xác minh ngay. Sau đó mình hót ra. Mình vô Google Chrome. Mình vô Google Chrome, bấm vô thông tin cá nhân, mình chỉnh sửa thông tin cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính lại cho đầy đủ, viết không dấu nha các bạn. Sau đó mình lưu lại, mình hót ra. Rồi sau đó mình vô AdSense. Bấm vô Google AdSense. Kiếm tiền bằng tính năng từ trang web. Mình giờ bấm dấu 3 chấm và gạch đây. Bấm đăng nhập nha các bạn. Sau khi đăng nhập rồi mình bấm dấu ba gạch đây, bấm vô thanh toán, rồi mình bấm kết bên đây. Bắt đầu mình kéo xuống vô quản lý chế độ cài đặt. Đây, vô đây mình kiểm tra thông tin địa chỉ lại cho chính xác rồi mình lưu lại nghe các bạn. Với cái phần địa chỉ nè, bấm vô cái viết. Địa chỉ dòng 1 là các bạn để gan nghẽ căn cước luôn. Cái địa chỉ dòng 1 rất quan trọng nha các bạn. Kèm theo vui lòng gọi số điện thoại của mình ghi vô luôn. Dòng địa chỉ 2 thì mình có thể để trống và ghi số điện thoại mình vô luôn. Rồi tỉnh với thành phố, mã bưu điện thì dễ rồi các bạn. Không tin thế mình để trống luôn cũng được. Rồi sau đó mình lưu lại. Mình hót ra các bạn ơi. Rồi mình lại vô lại cái email, bấm vô xác minh ngay. Và mình nhớ chụp hình thẻ căn cước hai mặt xác minh nha các bạn. Xác minh thẻ căn cước rất là mau. Trong vòng 2 ngày là Google nó gửi cho mình cái mã pin nữa các bạn. Mình xác minh thành công là Google nó sẽ gửi email cho mình. Bạn cần hành động xác minh địa chỉ thanh toán của bạn. Mình xác minh thành công bữa 16 nè, tháng 8 nè. Nó gửi email cho mình là vào tháng 8 ngày 16 chúng tôi đã gửi số định dạng số cá nhân là mã pin cho mình nha các bạn. Và trong vòng 2 ngày mình đã nhận được rồi. Rất đơn giản các bạn ơi. Chúc các bạn thành công nha.
bạn thấy hay thì nhớ cho mình một like và đăng ký để đón video tiếp theo nha các bạn. Cảm ơn các bạn.